được cho em. Bây giờ có mỗi cái việc đưa em đi mua điều hòa, em đã phải bỏ tiền ra để mua rồi mà anh vẫn để em phải chờ như thế này à? Thôi chia tay đi. Thôi chia tay đi. Bao giờ khi xa cứ xem như là mơ. Xa em rồi là xa một trời thương nhớ. Đẹp quá, em phải lấy chiếc này nhá. Ừ. Không muốn nhiều bỏ. Đến ngày Media Mart mua điều hòa. Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Media Mart. Từ lâu, Daikin đã trở thành một sản phẩm được nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam tin tưởng và lựa chọn. Và để làm được điều đó thì Daikin đã luôn không ngừng nâng cao và hoàn thiện chất lượng sản phẩm để mang đến những dịch vụ tốt nhất dành cho người tiêu dùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chiếc điều hòa Daikin một chiều Invector với mã sản phẩm ATKQ35TA-VMV. Điều hòa Daikin Invector ATKQ35TA-VMV mang kiểu dáng đơn sắc, sắc trắng tinh tế nhưng không kém phần sang trọng, hứa hẹn sẽ làm hài lòng bất kỳ vị gia chủ khó tính nào. Với công suất làm lạnh 11.950 BTU, điều hòa giúp làm mát hiệu quả cho phòng có diện tích từ 15 đến 20 m2. Sản phẩm được trang bị công nghệ Invector, vận hành vô cùng bền bỉ và êm ái, duy trì nhiệt độ ổn định cho phòng. Không những vậy còn giúp tiết kiệm điện năng hiệu quả cho cả gia đình bạn. Điều hòa được trang bị động cơ điện một chiều DC, sử dụng lợi thế của nam châm để tạo ra vòng quay, hoạt động hiệu quả hơn động cơ xoay chiều AC. Máy Nestwing với chuyển động quay tròn nhẹ nhàng sẽ làm giảm đáng kể ma sát và rung động. Mặt khác, nó còn giúp loại bỏ sự rò rỉ chất làm lạnh trong quá trình nén. Những ưu điểm này làm cho máy hoạt động êm và bền bỉ hơn. Máy sử dụng ga R32, loại ga mới nhất hiện nay được sử dụng nhiều nhất tại thị trường Nhật Bản. Ga R32 có những ưu điểm vượt trội như bảo vệ tốt cho sức khỏe, làm lạnh nhanh, góp phần đáng kể giúp bạn tiết kiệm điện năng trong quá trình sử dụng. Sản phẩm được dán nhãn năng lượng tiết kiệm 5 sao của Bộ Công Thương với hiệu suất năng lượng là 4.60. Ngoài công nghệ Invector, máy còn được trang bị chế độ làm lạnh Powerful giúp làm lạnh căn phòng của bạn ngay tức thì. Khi kích hoạt chế độ Powerful, điều hòa sẽ đẩy mạnh công suất hoạt động, giúp căn phòng của bạn được làm lạnh nhanh chóng. Nhờ vậy, bạn sẽ được tận hưởng bầu không gian mát lạnh tuyệt vời mà không phải chờ đợi lâu. Với chế độ Econo, điều hòa hoạt động làm mát ở công suất thấp, vừa đủ cho một người dùng, góp phần tiết kiệm điện hơn nhưng vẫn đảm bảo cho bạn được thư giãn và thoải mái. Điều hòa Daikin được trang bị chế độ thổi gió dễ chịu Comfort Air, hướng luồng gió lên trần nhà, tránh thổi trực tiếp vào người, gây cảm giác khó chịu lạnh buốt, bảo vệ sức khỏe cho gia đình bạn. Điều hòa cũng được trang bị tấm phin lọc apatit titan giúp khử mùi và loại bỏ chất gây dị ứng, mang lại bầu không khí trong lành cho gia đình bạn. Chiếc điều hòa này của Daikin cũng cho phép người dùng cài đặt chế độ hoạt động êm ái cho dàn lạnh. Việc này có thể làm giảm độ ồn lên đến 6 decibel so với hoạt động bình thường, rất phù hợp cho bạn khi ngủ vào ban đêm, mang đến không gian yên tĩnh, giúp bạn có giấc ngủ ngon và sâu hơn. Chế độ hút ẩm giúp căn phòng của bạn luôn khô ráo, đặc biệt là vào những ngày mưa gió. Điều hòa một chiều Daikin Invector ATKQ35TA-VMV 11.950 BTU với thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều tính năng làm lạnh hiệu quả sẽ là một sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời dành cho gia đình bạn trong mùa hè năm nay. Đừng bỏ lỡ cơ hội sở hữu sản phẩm này với mức giá 13.490.000 đồng cùng với 12 tháng bảo hành. Và bên cạnh đó thì bạn còn nhận được quà tặng trị giá lên tới 2.200.000 đồng. Thông tin chi tiết về sản phẩm và các chương trình khuyến mại đi kèm, xin mời các bạn hãy truy cập vào đường link ở ngay phía dưới của video này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tư vấn sản phẩm của hệ thống siêu thị điện máy Media Mart. Tụi anh xin chúc quý vị sẽ lựa chọn được những sản phẩm điều hòa mang thương hiệu Daikin ưng ý nhất tại hệ thống siêu thị điện máy Media Mart. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể truy cập vào website mediamart.vn, thegioidienmay.com hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline 1900 6788. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!